Thưa quý vị và các bạn, đêm nay các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén, lùi dần xuống Bắc Bộ. Từ trưa mai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết các khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ trưa mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nam Bộ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo thời tiết khu vực Đông Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều mai chuyển mưa dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng núi phổ biến từ 21 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 25 đến 28 độ C trên toàn khu vực. Từ chiều tối mai, nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét về đêm và sáng sớm. Tiếp sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.